Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ vừa ban hành đã cơ bản giải quyết được những vấn đề mà bệnh viện đang gặp phải về mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế. Các bệnh viện đã có hành lang pháp lý để tiến hành tháo gỡ những vướng mắc gây ra khó khăn cho công tác khám chữa bệnh suốt thời gian qua. Ngay khi hai văn bản quan trọng này được ban hành, các bệnh viện đã bắt tay vào mua sắm thuốc, vật tư y tế. Theo các chuyên gia, Nghị quyết số 30 NQCP có hiệu lực ngay khi ban hành, nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trong thực hiện mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, kịp thời mở ra cơ chế đáp ứng nguồn cung cầu về thuốc, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế hiện nay. Trước đó, ngày 3 tháng 3, Chính phủ ban hành Nghị định số 07 năm 2023 NDCP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98 năm 2021 về quản lý trang thiết bị y tế. Sau khi Chính phủ gỡ vướng mắc, lãnh đạo các bệnh viện cho biết đây là điều rất đáng mừng và sẽ bắt tay ngay vào triển khai các công việc cần làm ngay, theo đúng quy định mới vừa được ban hành. Còn rất nhiều các cái thiết bị mà chúng tôi sau khi mà có nghị quyết 30 chúng tôi sẽ bắt tay vào ngay rà soát từng cái thiết bị một, thì xem các cái thủ tục hành chính như thế nào, xem cái chất lượng của cái máy đã dừng hoạt động bao lâu nay, hiện tại chất lượng còn như thế nào và khắc phục, ví dụ như là sửa chữa, và đặc biệt là cái việc sửa chữa bây giờ đối với các thiết bị thì nghị quyết 30 cũng cho phép sửa chữa, mua những cái linh kiện đặc chủng của cái máy, của cái thiết bị đấy, thì đây là cái tháo gỡ mà hết sức thuận lợi và từ trước này nhiều bệnh viện đang vướng ở chỗ này. Lãnh đạo các bệnh viện công lập cho biết, Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ vừa ban hành đã cơ bản giải quyết được những vấn đề mà bệnh viện đang gặp phải về mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế. Cụ thể, Nghị định 07 của Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi trong việc thông quan nhập khẩu trang thiết bị y tế, giao trách nhiệm cho các đơn vị nhập khẩu, cung ứng phải đảm bảo về chất lượng hàng hóa để cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh. Nghị quyết 30 đã cho phép tạo điều kiện cho các bệnh viện mua sắm thiết bị, vật tư, hóa chất thuận lợi hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là tại cái nghị quyết này thì cũng cho phép là những cái thiết bị, những cái máy móc đặc chủng và đặc biệt là những cái máy móc thiết bị lần đầu tiên được chào bán ở Việt Nam chỉ cần một báo giá và cũng có thể là mua sắm được. Thì đây là những cái mà hết sức là thuận lợi. Nghị quyết 30 đã sửa đổi Nghị quyết 144, kéo dài thời gian và thí điểm máy đặt máy mượn khi các cơ sở y tế trúng thầu hóa chất vật tư để phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh, cho phép tháo gỡ trong đấu thầu vật tư khi đồng ý các gói thầu báo giá dưới 3 nhà thầu. Đây là những tháo gỡ hết sức cần thiết và kịp thời. Những đề xuất của bệnh viện đã được thông qua, giúp cho công tác đấu thầu, mua sắm được thuận lợi hơn. Khi thông quan thuận lợi, đấu thầu thuận lợi, thì việc cung ứng thuốc, vật tư hóa chất sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nghị quyết 30 của Chính phủ cũng cho phép các thiết bị cho, tặng, biếu, liên doanh, liên kết đã hết hợp đồng, chưa cần phải thực hiện các thủ tục tài sản toàn dân. Khi có những văn bản pháp quy rõ ràng, công khai, minh bạch, hoạt động của các bệnh viện công lập sẽ sớm ổn định trở lại. Việc khám chữa bệnh cho người dân sẽ thuận lợi hơn.